Ok, chào các bạn đến với kênh Amo Warfare Việt Nam. Đầu tiên mình chúc các bạn có một ngày vui vẻ. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi cái con TD hay gọi là Tank Destroyer. Mình chơi cho các bạn cảm nhận được chơi cái con TD này nó sẽ như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ mang thêm cho các bạn thêm ba cái loại đạn nữa, là đạn HE và đạn HIT, để cho mình sẽ demo cho các bạn coi coi cái công dụng của nó là như thế nào. Đó. Thì trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi cái chế độ là PvE thôi, có nghĩa là mình bắn với máy. Và đặc biệt là trong đây thì có cái phần mà nhiệm vụ mình phải làm á, thì mình cần phải thắng 4 trận. Với một chơi cái con TD này mà phải thắng 4 màn. Thì sau đó thì mình click vào action nè ha. Ở đây có ba cái cấp độ, thì tùy tùy theo cái chiếc xe tăng của bạn chơi. Ví dụ như bạn chơi cấp độ 1, cấp độ 2 thì bạn có thể chơi được cái màn là easy hoặc là chơi màn medium. Còn riêng mà mình chơi cấp độ 10 á, thì mình có màn là hard, nghĩa là khó. Thì ở trong đây thì nó thưởng điểm kinh nghiệm của mình thêm 30%. Thưởng tiền là 100%, và logistics á, thì nó ví dụ như những cái việc mà đạn rồi mang theo công cụ hỗ trợ đồ này, tất cả cái á, thì nó sẽ từ vào đó. Rồi khi các bạn click vào chữ store thì anh Tính Kiên, một người bạn rất là dễ thương của mình, thì các bạn sẽ thấy cái nút horde là số 8 ở đây, là có nghĩa là 8 người. Có 8 người đang chơi cái cấp độ hoa với mình. Nếu mà nó thấp hơn là 4 người thì bạn đừng có chơi cấp độ đó, bạn chỉ sẽ cấp độ khác, bởi vì dưới 4 người là nó không có vô màn, bạn phải cần 5 người. Đó, thì trong đây thì mình đã có thấy được cái thông số. Đây là một cái màn mà cái map nó không có to, nó nhỏ, và cái khả năng là bạn bị phát hiện rất là cao nếu bạn chơi con TD này. Nhưng mà tôi rất là may mắn, bởi vì trong số 4 thành viên còn lại họ đều chơi MBT. Đó. Thì MBT có cái lợi thế trong cái trận này là có thể là chiếm chuẩn mục tiêu. Đó cũng là một cái điều là mình đứng ở đằng sau đợi, còn bốn bạn MBT lên là sẽ chiếm mục tiêu cho mình đứng ở đằng sau mình lúc mình bắn thôi. Rồi, như các bạn thấy là đây là cái thông số kỹ thuật. Ví dụ như các bạn nhìn ở bên góc phía trên bên phải của màn hình là có primary objective, có nghĩa là những cái nhiệm vụ chính mà phải làm. Còn secondary objective là những cái nhiệm vụ Black phụ Company, thôi. your help is greatly needed. The Lions of Neckwheel have taken over this region, and we need to retreat. Clear our escape route so we can get everyone out of there. Get ready, Black Company. Enemy spotted in the west. Ok. Thì các bạn thấy rằng là No orders, Black Company. We know that the Lions of Neckwheel are going to use the oil here for their own gain. Plant explosives in the marked target so they can't get their hands on anything. Let's ruin their day. Look, we'll take them down! We're cooking! Put it out! Smoke grenade out! Mình mới vừa vô thì mình đã dính được hai phát đạn rồi. Look, Và stable! Engine repaired! bây giờ mình phải bấm phím số 6 để mình sửa Cooking chữa. clear! Ok, như các bạn thấy là mình bấm phím và mình bị như các bạn là mình bị kẹt ở trong cái xe này. Và các bạn biết là mình vừa mới bấm cái nút phun khói ra, cái nút phun khói là nút G để mình bấm ra để mình che mắt kẻ địch, tại giờ nãy mình bị kẹt và kẻ địch nó tấn công mình. Để trở lại cái vấn đề mà secondary object, có nghĩa là nhiệm vụ phụ á, các bạn muốn làm thì cũng được, không làm thì cũng không sao, nhưng mà nhiệm vụ chính thì phải làm. Như các bạn thấy là mình đang bắn cái con T15. Đây là một trong những cái con rất là khủng khiếp. Nó có thể bắn một lúc 6 quả tên lửa, và với những cái chiếc MBT giống như chiếc Hamata T14 thì nó có thể giết rất là cách dễ dàng. Cho nên mình phải cẩn thận. À, nó phát hiện ra mình rồi. Như các bạn thấy có chữ spotted đó, có nghĩa là xe tăng nó đã phát hiện ra mình, cho nên mình phải tìm một cái điểm bắn khác. Khi các bạn chú ý nè, khi mình bắn á, hiện giờ thì mình chưa có xài qua đạn khác để mình demo cho các bạn coi. Hiện giờ mình đang bắn cái đạn ABF.
Đó, khi bạn bắn là bạn phải để cái mũi tên vô. Nếu mà nó màu xanh á là cái khả năng mình bắn trúng rất là cao đó. Còn mà lên nó màu đỏ đó là khả năng bắn trúng rất là thấp. Như các bạn biết là một cái khoảng cách mà như vậy là 334 mét thì nó còn bị ảnh hưởng bởi cái đường đi của đạn, rồi tốc độ này nọ kia nữa, cho nên là có khi nó hiện màu xanh nhưng mà cái điểm đích nó không phải là cái điểm màu xanh, cho nên nó có khi nó không trúng. Như các bạn thấy thì mình nói một chút xíu về pin. Hiện giờ là mình đang chơi cái server của Node, server của bên Âu Châu, có nghĩa là chữ EU quá các bạn, cho nên là cái pin nó khá là cao. Pin nó là lên tới 400 và ba thường là 250 trở lên, nên là khi mình bắn một phát xong rồi mình chờ khoảng 1-2 giây á là nó mới có máu đó. Cho nên là đôi lúc đó mình dễ bị mấy bạn ở nước ngoài chửi quan, tại vì là nói sao mình không bắn, không hỗ trợ, nhưng thực ra là mình bị lắc. Thì các bạn biết với tình hình là đứt cáp liên tục như ở Việt Nam thì cái chuyện mà mạng nó chậm là bình thường, nhưng mà vì tình yêu mê game cho nên là mình xài hết đó. Đặc biệt đối với những bắn cái con, ví dụ cái con này là con AFV nè, là bắn ở đâu nó cũng dính hết. Nhưng mà đặc biệt là mình bắn trên tháp pháo. Tại sao mình phải bắn trên tháp pháo của nó? Để cho đồng đội mình đó, nó có thể bị hỏng cái tháp pháo và nó không có bắn được đồng đội của mình. Bây giờ mình chuyển qua đạn hit nha các bạn. Bấm qua số 2, mình chuyển qua đạn hit. Đó các bạn thiết thấy đó, cái việc mà chuyển đạn nó rất là tốn thời gian. Ngoại trừ AFV thì nó chuyển đạn nhanh, còn đối với Lightrank, MPT hay là TD chuyển đạn rất là lâu. Và đặc biệt mà bạn chơi với người thì bạn đừng có nên chuyển đạn nhiều đó, chuyển đạn nhiều là tốn thời gian của mình và có thể là lúc đó mình sẽ bị tiêu diệt. Thưa các bạn, là mình đã hết máu rồi cho nên là mình phải núp thôi, mình phải đứng ở đằng sau để cho các bạn MPT các bạn bắn thôi. Đây là một trong những cái con mình rất là yêu thích, tại vì mình bắn nó cái là nó chết. Bây giờ cái đó là đạn hit. Các bạn, là mình đạn hit là từ nãy giờ nó chỉ hiện ra những con ví dụ như AFV, light tank, cho nên mình bắn nó lủng. Và hiện giờ là chưa có thấy mấy con MPT. Đây. Cái con này thì cũng dễ. Đó các bạn thấy đó, chơi mạng đường truyền Việt Nam nó yếu cho nên bắn vậy thấy muốn trúng rồi nhưng mà nó lại không trúng. Tại sao các bạn thấy cái vòng tròn ở trong cái tâm á, nó lại to, nó lại nhỏ? Thì các bạn biết là khi mà cái xe mà di chuyển như vậy nè, đó, khi cái mình di chuyển như vậy nè thì lúc đó thì cái xe nó không có ổn định và cái hồng tâm của mình nó mở bự ra. Nó mở bự ra như vậy thì nhắm có khi nó không trúng, mà phải nó phải chờ cho nó thu nhỏ lại, càng nhỏ lại thì lúc đó mình bắn mới càng chính xác đó. Và đặc biệt đó là đối với con TD này nó lấy mục tiêu rất là nhanh, nhưng mà đối với con Light Tank nó lấy mục tiêu chậm rì. Bây giờ mình đang tiến tới để mình làm nhiệm vụ 2 nè, nó có cái vòng tròn ở đằng trước. Rồi các bạn phải cẩn thận ha, mình ít máu rồi. Đây các bạn thấy nè, đó mình nhắm cái con này đó, nó màu đỏ không à, đó máu đem cái tỷ lệ sát thương rất là thấp mà mình bắn hết luôn rồi. Bây giờ mình chuyển qua xài đạn là APF. Với cái đạn này thì mình khỏi phải suy nghĩ nhiều, đó kê vô là bắn thôi. Mình đặc biệt là thích bắn vào xích, bắn vào tháp pháo để mà cho đồng đội mình đó, như bắn như vậy nè, các bạn thấy là nó hiện ra những cái hư hỏng máy móc. Ví dụ như trong đây là mình thấy được là nó hư xích nè, nó đứt xích nè, rồi nó cái hiện cái hồi nãy đó là nạp đạn đó các bạn, ba cái dấu cái hình ba viên đạn mà đó là nạp đạn, thì cái nạp đạn của bạn nó chậm lại, và có khi là nếu cái đó là nó chỉ mới cảnh báo thôi, chứ nếu mà còn màu đỏ luôn á là có khi là phải chờ thời gian nó sửa xong. Chơi cái con này á, bạn rất là dễ bị chửi, bởi vì là lúc nào nó cũng nói là tại sao mình cứ đứng ở đằng sau không mà mình không lên mình hỗ trợ với nó. Nhưng mà nó chửi thì kệ nó, việc của mình là mình chỉ hỗ trợ cho nó thôi, mình là những người thầm lặng.
Đó, mình rất là thích bắn xa lén sau lưng như vậy. Ammo up. Đó, thích đâm sau lưng nữa các bạn. Đâm sau lưng, tại vì đâm sau lưng là nó vừa làm hỏng máy nhiều mà nó vừa tỷ lệ đam cao. Như các bạn biết mình bắn nhiều xe tăng nó chưa chắc là cái điểm kinh nghiệm của mình cao các bạn, mà mình còn phải làm nhiệm vụ, là mình phải đi tìm kiếm mục tiêu, thì lúc đó cái khả năng của mình mới cao. Như các bạn ở trong đây á, mình thấy ở trong cái ở phía cái màn hình bên phải, bên bên trái của mình á, nó có cái số 6 á, ở dưới cái chữ ngay chỗ EG, dưới G nó có hai cái 6, thì cái kia là cái APS, nó có nghĩa là nó bảo vệ cho mình. Nếu mà một cái thằng mà nó xài tên lửa nó bắn vào mình á, thì cái hệ thống này nó sẽ bật lên và nó sẽ phá hủy cái tên lửa đó, nhưng mà nó chỉ với một tên lửa thôi và nó tốn thời gian để nó reload lại, cho nên là mình chỉ có cơ hội để mình xác sức mình thoát được lần đầu tiên thôi. Alright, Black Company, we are a go. Those Đó, fanatical một cái bastards màn can't get rất their là hands đơn on the giản. oil Đây là một trong either. những cái màn Let đơn them giản thôi, have không a phải màn whole khó. victory. Và Enjoy mình that hy vọng victory rằng là and cái win that video này match của mình again. nó sẽ giúp cho bạn cảm thấy được là chơi TD nó như thế nào. Rồi. Rồi, cho như các bạn thấy thì sau khi kết thúc một màn thì nó hiện ra như vậy. Tiếp theo là như mình thấy ở đây, mình có thể click và result, có nghĩa là kết quả ở đây nó có hiện lên nè. Ví dụ như mình bắn chết được 5 chiếc xe tăng nè, mình bắn hỗ trợ được 5 5 chiếc nè, thì những cái thông số trên đây đó. Và thì đây là những cái thông tin mình cần phải biết. À, bên cạnh đó thì những cái mình click vào cái chữ team nè đó, rồi mình có thể click phải chuột vào cái tên của nó, vào những cái tên của những người chơi khác nhau để làm chi. Ví dụ như này là mình có thể mời tụi nó vào ở trong cái hội của mình, là mời vào trong gọi là cái plan tool này á, thì mời nó vào chơi chung hiện giờ thôi, chứ không phải là mời vào team, mời vào cái nhóm của mình lập ra cái nhóm thì mình mời vô, thì không phải. Đó là cái Battalions. Còn cái Platoon này là mời tụi nó chơi chung trong lúc này thôi. Đó. Còn cái quan trọng là cái report này các bạn. Cái report này ví dụ như bạn chơi game có nhiều đứa nó xúc phạm mình, hay là nó chửi mình, hay là nó cố tình nó bắn xe tăng mình, thì mình phải report nó. Ví dụ như mình chọn là harassment nè. Đó. Vô nó ngồi nó chát nhảm hay là nó quảng cáo này nọ kia thì mình phải report nó. Và thực sự ra là mình đã bị report một lần rồi, bởi vì lý do là một cái thằng nó chửi mình rất là nhiều và mình bắn nó chết, nó tức quá nó report. Và sau đó mấy ngày đó thì bên bên Armor Warfare họ có gửi email đến và họ warning mình đó, thì cũng chỉ là một vài coi mình coi hiệu ứng nó như thế nào. Details thì trong cái detail này á, các bạn thấy là mình có được bao nhiêu tiền làm nhiệm vụ ở đây. Đó, các bạn thấy là tiền dịch vụ nó trừ mình là 50 ngàn nè, đó là tiền logistics nè, nó bỏ 42 ngàn, cho nên rốt cuộc mình chỉ còn có 26 ngàn đó. Nhưng mà tiền bạc thì nó không quan trọng, quan trọng là mình chơi được nhiều quá thì mình chơi thôi. Ok, thì đó là một cái trận đánh bằng TD đơn giản. Mình hy vọng là bạn thích cái video này và nhớ đăng ký để mình xem nhiều cái video khác các bạn nhé. À, xin cảm ơn.